nó có thể khi bay xuống sát sườn luôn đấy chứ. Đấy, sát sườn luôn kìa. Chạm nhẹ là con Yon mình thôi, Yon mình sấy hết. Ôi, Yon mình chết rồi. Yon mình chết rồi. Quy làm hết này. Quy làm hết này. Quy làm hết này. Quên mất nhá, còn chưa ném đồ cho Quy các bạn ơi. Ủa, hello mọi người. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Ok. Từ mang thêm trang bị tối đa. Chẳng nhẽ lại đánh thú tiếp các bạn ơi. Chẳng nhẽ làm một trận thú. Lại lắp lầm tướng lên trên kia kìa. Áo thật. Tớ mang thêm một trang bị tối đa. Ta đánh pháo nhỉ? Ta đánh pháo mình thấy cũng không ăn thua. Cái đường tả đánh cung nhỉ? Đánh cung ma tộc nhỉ? Chạy cung thủ ma tộc nhỉ? À đâu cái gì nhỉ? Zon ma tộc nhỉ? Tưởng yếu quá mình sẽ bán luôn nhé. Không kéo con này xuống. Lỗi game các bạn. Ok, vậy thôi. Sẽ gặp lại các bạn sau chuỗi thua vậy. Bye bye. A few moments later. Ok. Đây là mình sau chuỗi thua và mình vừa khóa lại con Zon này xong. Tầm tạ. Đủ dùng. Tàn là Zon. Thú thánh đồ được đấy các bạn ạ. Mình lấy con Zon đầu tiên mà. Nhưng mà không có sách truy hồn thì con Zon này bắn nó cũng rất là khổ sở đấy. Nên là để xem thế nào nhé các bạn nhé. Để xem thế nào. Ồ oh! Đánh ấy được này. Này ở trên đi. Bắn bạn này đi, không cần thiết bỏ đi. Này cũng không cần thiết đâu, bỏ đi. Vera cũng không cần đâu nhá, mình sẽ đánh thánh đồ. Thực ra cứ lấy Vera cũng được, để phòng mình đánh thánh đồ cộng với kẹp cái ma tộc được. Nếu mà có một thẻ ma tộc có thể thánh đồ gì đấy. Một cái thương xuống đáy. Thương xuống đáy đến này đi. Đang slow. Trời, choáng ăn Yon không thở luôn. Ô, chứ là mình vào bạn này thẳng luôn à? Theo bạn ấy ăn được cái cửa sách truy hồn của mình mất. Em mất cửa sách truy hồn rồi. Không để ý. Cửa sách truy hồn thật. Lấy thương hay lấy huân chương nhỉ? Thương chả làm gì đấy. Vẫn chưa còn hơn chứ. Trương thì ném cho con gì đấy. Chắc lấy thương cũng được. Mà mình lỡ rồi. Dành thật chịu thôi. Thương cũng được. Quy. Ừ, nhưng mà lấy thương lại đấm vào mồm Quy. Thương mình, nếu mà để thương ở trên nhá, bắn thiếu là không sao, nhưng mà để thương ở dưới sẽ bị đấm vào mồm Quy. Không thích lắm. Cho con Floor không đứng dậy rồi đi. Đúng rồi, các bạn, làm việc đi. Mặc dù mình cũng tèo luôn rồi, biết thế con Senel đứng lại một tí phải ngon không? Không tìm phát nữa em. Xiên nó xiên mình trước rồi. Đấy. How may I help you? Có cái vấn đề là
mình không có sách truy hồn thì con Yon mình bắn nó không xuyên được qua cái hàng 6-7 bạn Noman này, 6 bạn Noman này, bắn được xuyên qua 6 bạn Noman này mất. Nên mình cần cái con này của mình đứng lại để nó giữ máu cho mình. Nhưng mà con này nó cứ đi bộ lên đấy các bạn ạ. Ấy thế chứ lại. Cứ thích đi bộ lên. Rất là khổ. Để cái này khả năng... Ui, nó đi bộ ra giữa. Ôi, rồi xong con Yon mình rồi. Đấy đi em. Thôi xong. Chưa kịp hồi máu nó đã chết rồi. Nhà Noma nó bị quá khỏe các bạn. Những sách truy hồn cũng làm được gì, đỡ chơi này rồi. Chảo floor để mình cầm máu. Gindu à? Lấy nút Gindu lấy đánh 6 thánh đồ không nhỉ? Yon. Cần thiếu Zina và con Quy. Có 8 thánh đồ không? 6 thánh đồ thôi à? Không có 100% tỷ lệ choáng à? Trăm tỷ trăm tỷ lệ choáng nghe em quyến quyến rũ ấy nhỉ. Đây này, mình muốn cái con Yon mình đứng gần cái con Senel tí để con Senel mình ăn đam rồi nó hồi máu lại cho con Yon. Thì con Yon mình sấy mất bao nhiêu máu thì nó hồi lại bấy nhiêu. Còn màn thua các bạn ạ, Noma nó khỏe quá. Trừ nhiều máu á. Đầu game không ra floor, không ra gì cầm máu thì cũng khổ. Vera vào, Vera cũng đang Vera 1. Thú cũng chưa đủ. Chưa đủ vấn đề. Teo này, cho Teo vào thay để cầm máu tạm nhé. Này đi. Ok. Phoenix. Bỏ Chrissy cũng không muốn bỏ, nhưng mà bỏ con Senel cũng không muốn bỏ. Bỏ Chrissy mình mất rất nhiều đam đấy, bởi vì con lên 8 sớm được không nhỉ? Yon này. Chrissy không nhỉ? À, bỏ Senel không nhỉ? Thì gần quá. Senel hơi ít tanh nữa. Đành phải bỏ. Có một cái thương mà mình vừa gặp rồi đúng không? Bạn này mình vừa gặp rồi này. Có ai có thương mới không? Không ai có thương mới thì mình cứ để tướng thế này thôi. Chỉ ở đây đi. Tìm cách mọi cách để sống sót cái trận này đây các bạn này. Này này cho Teo nhé. Mình cho Chrissy cũng được. Chrissy thì ăn nhiều đam hơn Teo. Cho Senel vào nhỉ? Thôi cho Teo đi, nó còn ulti vào lúc vào đầu. Ulti thì trượt. Ulti thì trượt. Ulti được quả đầu thì ulti thì trượt. Lên 9 sớm, lên 8 sớm các bạn, không sống cũng mất. Bỏ con này nhé. Cần đối thủ ngay lập tức. Mết cho Yon đi. Ít tanh. Tanh, hơi mỏng. Channel 2 này. Okay. Trách thương phát các bạn nhé. Vẫn một thương xuống đáy à? Hai thương xuống đáy à? Đành ở đế này thôi các bạn. Một cách nào khác. Ăn thú lên trên. Cái này để đây để đề phòng nữa mà con Volcat. Ui. Mình còn bắt mình nữa. Ồ, thế mình đã khổ rồi các bạn ấy còn bắt mình nữa. Tha mình đi còn bắt mình nữa. Em khổ dã man các bạn ơi. Còn bắt mình nữa. Trời ơi.
lên luôn đấy các bạn ơi, không thua mất. Hết vào đây. Là cót bay ở giữa được, cho là cót bay đi xuống đây nhưng mà nó đi được xuống. Sống sót bằng những giọt máu cuối cùng. 4 đồ cho John. Cũng một bạn khác đánh John, bạn kia đánh John. Con thánh đồ cộng floor, mình có floor 2. Biết thế để không để cho con nắp ở đây. Thế để sử dụng NPC xuống cho con nắp đứng đấy. Thôi cho NPC xuống đi, cho đừng cho nắp nó chui vào đấy nữa. Chui vào đấy đen đủ nữa. NPC xuống này. Teo này, mà lốc này. Teo 2 luôn, mà lốc luôn nhé. Quy. Quy đi em. Quy thuận đứng đánh đánh đánh. Rồi đánh quy đi. Quy ngon hơn. Rồi này đi. Sephira mua luôn đi. Lắm mình bán kia. Ai ôi, bỏ một con Sandy out phát. Tí gì ngất. Đánh quả tí gì ngất. Cho con quy vào phát tí gì ngất luôn. Cho con quy vào hơi sớm không nhỉ. Không nên nỗi đâu, con quy cũng ok phết. Câu hết đam ở dưới mà. Tí gì ngất của Nakos. Cho con quy ở đây nó không, mình sợ nó không bay được ấy. Đây để con quy này nó không bay được nó sao chứ. Con cát, lấy con cát thôi. Con cát lại nhá. Bỏ Chrissy đi à, Chrissy hơi căng nhỉ. Này ta. Chrissy đi. Con cát của mình có cần giáp của mệnh không hay mình phải cần giáp của mệnh Yon Yon nhỉ. Ừ, giáp của mệnh Yon Yon nhá. Con cát mình cần quyển sách thánh. Ma tộc. Bây giờ nếu mà có thẻ ma tộc thì mình bán teo đi à? Lên luôn đi, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Sống luôn bạn ơi, không sắp chết đến nơi rồi. Mình vừa bán Chrissy xong. Nếu tìm được lại Chrissy thì mình sẽ tìm lại Chrissy nhá các bạn nhé. Yon. QC đâu? Hay để hai Yon nhỉ? Hai Yon ta. Nốt cái này không có thể ma tộc thì hoặc nhưng mà tí nữa có thể tăng sao thì mình bán ma lốc đi cũng hơi sớm không nhỉ? 12 ma lốc. Giáp của mệnh không dám bỏ giáp của mệnh sang cho con khác này. Cho giáp của mệnh cho Volcat đằng khi ok hơn không ta. Làm gì đi các bạn ơi, chóa đi, chóa được luôn. Thẻ ma tộc này phải đánh được thú nhân ma tộc cộng ấy nhá. Mình bỏ một con này đi, ném một cái thẻ ma tộc cho con kia để ma lốc vào. Ok được đấy. Okay. Những thẻ ma tộc cho con John này, đắp bẫy cho con Volcat này và một cái này cho con Malok này. Cái này xuống đây này, này xuống đây, này xuống đây, này xuống đây. Cái này thôi, cái này đủ ma tộc rồi. Cái con ma tộc John. Hai thú này. Ok, tạm thời này thôi. John ma tộc nó sẽ xảy ra sắp đúng chuẩn. Các tướng chiều thì không cần. Teo thì mình cứ dùng teo tạm một tí đã nhá, trong lúc mà chưa đủ thú. Dùng teo. Thú thì mình thiếu con Crest lắm. Crest mình bỏ một con teo, một con Crest nó sọc. Hello, I'm busy right here.
future of Mist Island is in my hands. Quy xuống nó ulti luôn cũng được. Không cần. Teo giòn. Trích phát cho mọi người để thương đáy để mình bắt mình không nhá. Narcot này sẽ bắn con teo. Narcot bắt thử héo. Narcot gì? Narcot này cũng xuống chém vào con teo. Bây giờ có một cái mình có muốn để một cái con nữa ở đây, một con teo ở đây, một con này ở đây không? Thì nó sẽ chém vào con này chứ nó không chém con teo mình nữa. Này, mà lốc mình sẽ phải để xuống một tí. Mà lốc mình tạm thời chịu. Chịu ấy một tí vậy. Chịu khó một tí vậy. Về mình thiếu con Crest nữa. Đi tìm con Crest nữa. Quy xuống ulti được một phát này. Đẹp phết này. Ulti được phát nữa không? Ok này. Quy mình tanh được cho đến khi mà con Volcat mình đi xuống ấy. Ok. Xin lỗi đoạn đầu game đánh hơi lòng ngoằng một tí. Tập Leon. Con sấy không nhiều đam con cát nhỉ, con cát nhiều đam quá. Không nên đổi tí mấy cái đồ kia sang cho con cát không? Để mấy đồ tốc đánh sang cho con cát không ta? Crest thì cũng chưa có nhỉ, tìm được con Crest không? Có Crest thì mình sẽ là nó phải lên 9 tướng. Nó phải lên 9 tướng, vừa lên đi. Lên các bạn. Thương bắt mình này. Thương là bắt con này thôi. Nhưng con cát ở đây. Ôi xin con Yon. Xin là con Yon mình mới sợ chứ. Thật đấy. Ơ kìa. Gì vậy rồi. Xin là con Yon mình thấy quá rồi nhỉ. Bực nhỉ. Bực nhỉ anh em nhỉ. Xin là con Yon mình. Chọc được cái tay xuống trên con Yon của tôi. Là Crest. Mình có tận 2 con thú này. Bán một con thú đi không tí nó bị lú nhá. Không con thú nữa mình sẽ bỏ con teo đi. Bỏ con teo xuống rồi chứ thực ra không dám bỏ con teo hẳn đi. Vì để con teo lại khi tí nữa có khi nó mình thêm một thẻ tăng tăng vị trí mình sẽ để thêm con teo vào cũng được. Đắt thiếu thiếu đồ ấy nhỉ. Không thiếu. Nhắc còn Volcat tất nhiên vẫn đam vẫn ok hơn. Mình bắt một cái này đi ta. Không ra Crest các bạn ơi, mình cần con Crest ngay tức sách thánh, không có, cho cũng được. Thôi con cát nhé, mình kiếm cho con Yon. Cái vút không tàn cho con Yon, con cát mình vút không tàn để cho Yon. Mình kiếm công vật lý, sát thương chí mạng. Mình gặp bạn Quy kia rồi, mình gặp bạn Floor này rồi. Mình gặp bạn này nữa thôi đúng không? Để con cát ra đây. Cái này đây luôn được chứ. Narcot. Mình gặp bạn kia rồi. Mỗi bạn thương người kia thì mình gặp rồi. Ok. Ui. Con Yon mình mỏng quá bạn ạ. Yon mình mỏng quá. Nhưng mà thôi sao. Con cát không gánh được. Chém đi em. Chém các thứ đi. Chém hết đi. Chém hết đi. Chém hết đi. Mình còn một lần chém nữa. Mình chém nước trước khi vào xiên. Trước khi mình chém. Mình phải tìm Crest nữa các bạn ơi. Chứ biết tìm được Crest không nữa. Nhiều vấn đề. Nó phải lên luôn đi nhé, không chấp thu đến mông này. Đồ thủ hay đồ phép nhá. Đầu ơi là đầu. Ném đồ Malok không nhỉ? Đồ Malok tí nhá. Quy chấp nhận chịu khó tí vậy. Lên luôn đi các bạn ơi, thủ mất. Đây ở máy có Crest rồi.
Ê, đeo mình cứ giữ lại để phòng nhá. Còn lại thì này thì bán đi được này. Còn này thì bán đi được này. Ui mà lốc không kịp nhảy kìa. Mà lốc không kịp nhảy. Mày vẫn sống. Mà lốc không kịp nhảy các bạn ơi. Mà lốc không kịp nhảy. Nhưng mà do mình vẫn sấy được. Do mình giấy ra sách truy hồn. Mà đọc sấy đau hơn đấy. Mình kiếm nữa. Đang ném rác của mệnh cho. Nó chỉ tìm rác của mệnh nữa nhỉ. Ủa sách truy hồn mình ném cho ai vậy? À mình còn tìm sách truy hồn, quên mình có hai kết rồi mà. Trời, lũ cả cái đầu. Ra quy 2 khi chơi quy được ấy. Mất tiền. Ok. Thêm bay xuống dưới đáy không có gì, Yon mình vẫn sống. Quy mình bay xuống kia, con này chém vào con này. Sợ Yon mình chết thôi, nhưng mà Yon mình sấy được thì ok. Sấy nó hồi máu lại được. Ok. Bán được con gì em nhỉ? Bán được con này. Còn lắm tiền. Thế nếu mà bạn thên kia mày không bắt mình thì khả năng do mình cũng được sấy thôi. Và mình lên do ba một đồ thủ nữa thì ngon. Mình chưa có đồ thủ. Bình tĩnh nhá, là mình phải lấy thêm một tí tiền. Mình lấy được thêm tí tiền nào mình lấy tốt tí đấy thôi. Quy vào con nhiệm. Ok, check một phát. Ok vậy thôi. Yon 3. Ôi chúng con quỷ của tôi. Yon tôi chết luôn. Này ơi Yon sấy được con voi này. Yon sấy được con voi nó hồi máu lại em. Hồi máu lại Yon. Sấy đúng rồi, sấy nó choáng luôn, choáng luôn. Chết luôn kìa. Sấy chết cả bồn cam luôn kìa. Cháy. Cháy đấy, sấy mà cháy đấy. Sấy mà cháy đấy. Có cần ném rác vào bệnh cho con Yon không nhỉ? Nhưng mà Yon cũng không có khách chi hồn đâu. Cũng chỉ sấy choáng đến chết thôi. Bạn đã đi này. Tiền gì? Quy này. Mình vẫn chưa lú đú gì mà. Đi rác không? Cần mua đi rác lại thôi nhỉ? Để đề phòng mình thêm một cái vị trí tướng nữa. Mình mua lại B-Rock lại nhé, tí nữa bán đi được mà. Để B-Rock ở đây. Hơi nghèo tí nhưng mà chịu khó vậy các bạn. Nó tiến thêm một vị trí tướng nữa, mình lại phải mua B-Rock Sephira lại. Không thì khả năng mình phải bán cả con teo đi để mình thay vị trí tướng. Ôi, 25, có thể lấy một vòng này. Hôm nay nó ra cái thẻ, có thể ra thẻ luôn hoặc không đúng không? Cái này không có chế độ vả nhau đúng không? Không vả nhau được thì chỉ pha này là có thể tăng slot tướng. Không có mình bán luôn hai anh kia. Có không? Tiền đâu mà chơi? Tiền đâu ở đâu? À được. Tiền đâu? Tiền đây chứ tiền đâu? Ok, sao thay chỗ được slot tướng ấy, nhưng mà không cho được tướng này vào. Thế này bay xuống đáy thôi đúng không? Này Narcot bay xuống đây này. Kệ Narcot các bạn ấy đi. Chính mình dắt con Narcot bạn ấy đi sang đầu bên kia luôn cũng được. Đó, Narcot này khi bay xuống sát sườn luôn đấy chứ. Đấy, sát sườn luôn kìa. Chạm nhẹ vào con Yon mình thôi, Yon mình sấy hết. Ôi, Yon mình chết rồi. Đó, mình chết rồi. Quy làm hết đấy. Quy làm hết đấy. Quy làm hết đấy. Quên mất nhá, còn chưa ném đồ cho Quy các bạn ơi.
mới ném đồ cho Quy được cơ. Mà lúc mình chả tác dụng gì mà. Mình cần tiền ngay lập tức. Mình cần rất nhiều tiền. Sách truy hồn nhé. Ôi Malok mình chả thấy có triển vọng gì nên mình cứ để thế thôi. Malok mình để này ở đây thôi. Malok chém thường các thứ. Một vàng đi, cho tôi mấy con tướng một vàng đi. Tướng một vàng anh em ơi, mình vừa gặp bạn nào nhỉ, mình gặp bạn Thê đúng không? Ok, con Nakot này vậy được bạn ở đây này. Mình lấy sấy con đấy. Sấy con chết con này được không? Ui. Ui không kịp sấy con một cát rồi. Ôi xong rồi. Ai rồi, người đau đớn quá. Ai ơi đau đớn quá. Quên mất mình phải để con cát sang đây nữa vì mình. Mình tính quả đấy mình sấy con cát thôi mà nó choáng ấy luôn nhưng mà con do mình mỏng quá, mình cháo đồ thủ. Tiếc quá anh em ạ. À, rồi, video mình đây kết thúc rồi. Các bạn thích clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý mà các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Tiếc quá, lâu không đánh Yong, lâu mới đánh lại. Không biết đánh Quy rồi gì. Cảm ơn, bye bye.